Thưa quý vị và các bạn, từ thực tiễn triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đã có rất nhiều các tổ chức cá nhân với những cách làm hay, sáng tạo, đổi mới để vận dụng vào trong thực tiễn sản xuất và đời sống. Nhiều người nghĩ đây là việc khó làm và ngoài tầm tay, thế nhưng với nhân vật mà chúng tôi giới thiệu trong phóng sự ngay sau đây, thì với bà, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chỉ đơn thuần là nói và đi đôi với làm. Chính là lao động sản xuất để làm giàu và giúp cho mọi người xung quanh cùng tiến bộ. Thực hiện lời dạy của bác, nói đi đôi với làm, không chỉ các tổ chức chính trị, xã hội học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, mà người nông dân, chủ thể phát triển kinh tế cũng mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, vay vốn phát triển sản xuất, giúp nhau vươn lên thoát nghèo. Bà Nguyễn Thị Chín, quê ở Nam Định vào thôn Thái Hưng, xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng lập nghiệp từ những năm 1985. Từ trồng lúa sang trồng bắp, nhưng cái nghèo vẫn mãi bám lấy. Bà Chín là người đầu tiên ở Ninh Loan chuyển đổi sang trồng rau màu. 2 hectare diện tích đất được bà Nguyễn Thị Chín luân canh cây trồng theo từng vụ. Cà chua, chanh dây, bí đao xanh, đậu ngự, v.v. cho thu hoạch đều đặn với năng suất tốt. Nhờ kinh nghiệm mà bà tích lũy được sau nhiều năm gắn bó với cây rau màu, mang lại thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. So với cây lúa với cây cà phê thì nó năng suất cao gấp 5, gấp 6 lần của cây cà phê đấy. Sắp tới thì cô cũng đang muốn trồng thêm ít hành tây để xem là nó có quy mô lớn hơn những cây này không. Là một hội viên nông dân, bản thân bà luôn tiên phong, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của hội nông dân như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực nhất. Là một cái hộ đầu tiên ở trong cái xã này là chuyển đổi từ cây lúa sang các cái loại cây trồng khác. Đến giờ này là gia đình chị là đang hiện nay là có hơn 1 ha là đang trồng cà chua, rồi trồng chanh dây, rồi trồng bí đao chanh. Riêng cái diện tích này thì thường là mượn thường xuyên là gần 10 công. Cái công tại địa phương thôi để coi là làm công cho nhà chị. Và ngoài ra cái diện tích này nhà chị còn có 5 ha cà phê nữa. Cho nên là điều kiện nhà chị cái mạnh dạn chuyển đổi đến giờ này là kinh tế là thu nhập rất cao. Không chỉ là tấm gương làm kinh tế giỏi, những suy nghĩ về cung cách làm ăn và tinh thần tương ái của bà Nguyễn Thị Chín còn thể hiện sự tiến bộ trong tư duy của người nông dân thời kỳ mới, góp phần tăng thêm nguồn động lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương. Và chính những tấm gương vượt khó, nói đi đôi với làm như cô Chín ở Ninh Loan là điển hình chân thật và bình dị cho phong trào học tập và làm theo bác.